Xin chào quý vị và các bạn. Đây là cái không gian vườn bonsai rất đẹp của bạn Hữu Quang ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Kênh mình cũng đã khá nhiều lần giới thiệu và giao lưu tới quý vị các bạn những cái tác phẩm bonsai rất đẹp của Hữu Quang, những tác phẩm bonsai hoàn thiện và đa phần là những cái cây mini, tạo tác khá chỉn chu và nghệ thuật. Và trong video ngày hôm nay thì nhà vườn bonsai cũng sẽ tiếp tục giao lưu tới quý vị và các bạn 8 tác phẩm bonsai mới của nhà vườn. Và trong đó thì cũng có những cái tác phẩm mà chúng ta quen gọi là hàng thi đấu vì đã đi một số những triển lãm. 8 tác phẩm giao lưu ngày hôm nay bao gồm một tác phẩm mai chứa thủy, hai cây bồ đề, một cây me thái, hai tác phẩm xanh quê, một tác phẩm nguyệt quế và một tác phẩm tùng kim cương mini. Trước hết thì mời quý vị các bạn cùng đến với một tác phẩm mai chứa thủy nô da đen lá lớn. Tác phẩm này có kích thước bệ đế là 85, thân vanh là 47, cao 43 cm, tàn ngang là 62, chậu chữ nhật 40x30. Với những tác phẩm này thì mời quý vị các bạn liên hệ số điện thoại 0935423477 để được báo giá nhé. Tác phẩm thứ hai là một cái cây bồ đề, một tác phẩm bồ đề ôm đá thấm thủy. Tác phẩm này có kích thước là hoành thân là 35, cao 47 cm, tàn ngang là 85. Cái chậu oval dài 52, rộng 38. Đa phần mình thấy những tác phẩm tạo tác của Quang khá là đơn giản, không quá là cầu kỳ nhưng rất là bay bổng. Nhiều những tác phẩm khá là quái và độ già của nó thì cũng khỏi nói rồi. Tiếp theo sẽ là một cái tác phẩm me thái, một cái tác phẩm me cực già với cái đường thân vặn xoắn. Cái này được luyện khá là kỹ. Tác phẩm me thái này là me thái đọt đỏ, có kích thước bệ đế là 55. Hoành thân là 35. Cao 45 cm, tàn ngang là 44. Phủ bì của chậu là 28, một cái tác phẩm mini khá là đẹp, rất là duyên quý vị ạ. Tiếp theo là một cái tác phẩm bonsai tầm trung, một cây bồ đề. Cây bồ đề này cũng khá là già. Cây này có bệ đế là 120 cm, vành thân là 35, cao 88 cm, tàn ngang là 82 cm. Cây này đặt trong một chiếc chậu cạn hạt xoài. Khoảng 75 nhân với 50. Tác phẩm số 5 giao lưu ngày hôm nay là một cây xanh khuê,
Một tác phẩm xanh bonsai tầm trung. Cây xanh quê này là thuộc loại xanh quê lá răm. Cây siêu già và thân lắc lượn rất là quái. Nó các cái tay bông nó có những cái đường chuyển rất đẹp quý vị ạ. Xanh quê lá răm. Tác phẩm số 6 giao lưu ngày hôm nay là một cây nguyệt quế. Đây là nguyệt quế thuộc dòng lá xoắn bông chùm. Tác phẩm này có kích thước bệ đế là 87cm, vành thân là 35, cao 65, tán ngang là 85cm. Cái chậu đồng nai có kích thước là 55 nhân với 47cm. Cây này cũng khá là lắc lượn và già. Tay bông cũng hoàn thiện hết cả rồi. Và tác phẩm thứ 7 cũng là một cây xanh. Đây là một cây xanh mini quý vị ạ. Cũng thuộc dòng xanh quê lá răm. Và tác phẩm thứ 8 cũng là tác phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay là một cây tùng kim cương. Tùng kim cương này là kim cương trái nha quý vị. Cây thuộc dòng mini. Video vừa qua là toàn bộ 8 tác phẩm bonsai đang giao lưu tại nhà vườn Hữu Quang ở Bình Định. Đấy, quý vị các bạn quan tâm thì liên hệ số điện thoại của bạn Quang 0935 423 477. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video này.